Lễ meeting kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và cuộc diễu binh diễu hành quy mô lớn sáng nay tại tỉnh Điện Biên đã thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân cả nước. Cùng với muôn triệu trái tim người dân Việt Nam, người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng hướng về Điện Biên trong niềm tự hào và xúc động. Sáng nay, vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Minh Hà, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa dậy sớm hơn thường lệ để thu xếp công việc nhà nhằm theo dõi trọn vẹn chương trình truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Dù chỉ theo dõi qua màn ảnh TV, nhưng không khí và tiếng quân nhạc hào hùng của buổi lễ vẫn lan tỏa trong không gian căn nhà và trái tim của ông bà. Xem các cái đoàn quân của chúng ta thể hiện trên màn hình rất là hồi hộp và cũng như là rất là tự hào về cái chiến thắng của nhân dân của chúng ta, cũng hết sức là xúc động qua các cái hình ảnh đó trực tiếp đó, thì chúng tôi thấy rằng là ôn lại cho chúng tôi những cái kỷ niệm sâu sắc trong cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Mọi người như chúng tôi là rất là tự hào, vui sướng lời phát biểu và những cái bước đi diễu hành từng người từng lớp là có những góp chúng cái sức nhỏ bé của mình vào chiến thắng Điện Biên Phủ, rất vui mừng. Hướng về Điện Biên, người dân huyện Châu Đức những ngày qua cũng theo dõi thông tin từ báo đài nên sáng nay rất đông người từ các cựu chiến binh đến thanh niên, người dân tập trung trước màn hình TV hay các thiết bị kết nối mạng để chứng kiến lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ai cũng dâng tràn niềm cảm xúc tự hào bởi rất lâu rồi mới được theo dõi một buổi lễ diễu binh diễu hành quy mô và khí thế hùng hồn như thế này. Chúng tôi là rất chi phấn khởi và rất chi là quá như tự hào. Giờ thì quá xúc động lắm nha. Bản thân tôi là cũng rất xúc động. Không khí diễu hành coi đến truyền hình thật là hoành tráng và rất là phải nói là hào hùng của sức đồng bào dân tộc ta. Sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất năm 2024 của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Hướng về Điện Biên, về chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, người dân Việt Nam, trong đó có Bà Rịa Vũng Tàu, luôn khắc ghi công lao của lớp lớp cha anh đã cống hiến, dựng xây nên hòa bình, độc lập. Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, tất cả nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lập nên kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, dần dần có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.